Đặt câu hỏi trong gia đình để không muốn có con ngoài ý muốn ai sẽ là người sử dụng biện pháp tránh thai. Câu trả lời đa phần là nhiệm vụ tránh thai sẽ thuộc về người phụ nữ. Hiện nay, y học phát triển có rất nhiều phương pháp tránh thai cho nam giới để san sẻ việc tránh thai an toàn với người phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều nam giới e ngại rằng sử dụng các biện pháp tránh thai sẽ làm ảnh hưởng tới sự ham muốn và khiến họ bị nữ tính hơn. Trong video này, bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, chuyên khoa nam học Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội sẽ phân tích những thiệt hơn khi nam giới sử dụng biện pháp tránh thai. Hiện có những phương pháp tránh thai nào dành cho nam giới? Thì hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội cũng như sự bình đẳng giới tính ấy, thì cái chuyện tránh thai không còn là nhiệm vụ riêng của mỗi phụ nữ nữa mà cũng là một phần trách nhiệm của đàn ông, của nam giới. Thì hiện nay có 3 phương pháp để phòng tránh thai chính mà nam giới có thể sử dụng. Đầu tiên đó là xuất tinh bên ngoài, thứ hai là dùng bao cao su và thứ ba là phương pháp phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thì đầu tiên thì là gì phương pháp xuất tinh bên ngoài thì đây là phương pháp phổ biến và phương pháp dễ thực hiện nhất không cần phải dùng dụng cụ hỗ trợ hay là không cần phải can thiệp phẫu thuật thủ thuật gì cả thì đây ở thực hiện phương pháp này thì nam giới sẽ là gì sẽ sử dụng việc cách là gì kéo dương vật ra khỏi âm đạo ngay trước khi vào xuất tinh phương pháp này thì dễ thực hiện, không ảnh hưởng gì đến khoái cảm của cả hai nhưng tuy nhiên có nhược điểm là gì, cái khả năng phòng tránh thai nó không cao, nó không phải là phương pháp tuyệt đối vì trong quá trình quan hệ thì hoàn toàn có chuyện là tinh trùng có thể bị rò rỉ ra lấn vào trong dịch nhầy khi quan hệ và ngoài ra thì việc xuất tinh ngoài này thì sẽ không đảm bảo được việc gì phòng tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Phương pháp thứ hai là phương pháp dùng bao cao su thì đây cũng là một phương pháp rất là phổ biến và quen thuộc với nhiều nam giới thì khi sử dụng phương pháp này thì đảm bảo cho mình được cái gì, cái khả năng phòng tránh thai rất là cao cũng như là có thể ngăn được các bệnh lây qua đường tình dục như là HIV, viêm gan B, sùi màu gà, lậu giang mai. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khoái cảm quan hệ của cả nam và nữ. Phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Thì đây là phương pháp mà triệt để nhất để có thể phòng tránh thai mà nam giới có thể thực hiện. Thì đây là một phương pháp thủ thuật đơn giản và an toàn thôi. Nam giới có thể hoàn toàn thực hiện và ra về trong ngày. Thứ hai là phương pháp này thì hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến cái chuyện tình dục cũng như cái thói quen quan hệ và xuất tinh của nam giới. Tuy nhiên thì thực hiện phương pháp phẫu thuật này thì nam giới nếu muốn có con trở lại thì sẽ phải thực hiện tiếp một cuộc phẫu thuật là nối buốt tinh hoặc là phải làm thủ tinh ống nghiệm IVF thì sẽ khá là tốn kém. Nam giới khi thất ống dẫn tinh có làm giảm ham muốn chuyện ấy không? Cái ống dẫn tinh ấy, thì nó không nó là một phần của đường dẫn tinh ở nam, nam giới. Ở nam giới thì tinh hoàn là cái quan chính nó có hai chức năng một là sản xuất ra hormone testosterone là cái hormone mà chi phối về cái bản lĩnh đàn ông, chi phối về cái sinh lý của đàn ông. Và thứ hai là gì? Sản xuất ra tinh trùng. Còn ống dẫn tinh chính là cái đường dẫn tinh trùng từ trong tinh hoàn ra ngoài. Khi mà làm thủ thuật phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thì bác sĩ sẽ tiến hành là gì? Buộc thắt cái ống dẫn tinh của người đàn ông lại. Mục tiêu của phương pháp này là gì? Là để ngăn cho tinh trùng nó không được ra ngoài. Thì cái việc thắt ống dẫn tinh này thì hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến tinh hoàn. Tinh hoàn vẫn đảm bảo được chức năng sản xuất testosterone tinh hoàn vẫn có thể sản xuất ra tinh trùng bình thường chỉ là tinh trùng được không được xuất ra ngoài thôi thì đảm bảo cho việc là gì khi quan hệ tinh trùng nó sẽ không vào được âm đạo và không gặp được trứng của người phụ nữ từ đấy có tác dụng tránh thai cho nên là cái việc thắt ống dẫn tinh thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bản lĩnh đàn ông cũng như sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cái chuyện là gì chuyển tình dục cũng như là cái chuyện khoái cảm với quan hệ của đàn ông đàn ông những người đàn ông thắt ống dẫn tinh thì vẫn có thể quan hệ và xuất tinh bình thường chỉ là cái tinh trong tinh dịch đấy thì sẽ không có tinh trùng mà thôi nguy cơ biến chứng khi thắt ống dẫn tinh thực ra phẫu thuật thái đồng dòng tinh thì cũng giống nó là một cái phương pháp thủ thuật khá là đơn giản thôi. thì khi mà thực hiện thủ thuật thì có thể gặp một số biến chứng như là gì à, chảy máu nhiễm trùng viêm nhiễm tại chỗ. nhưng mà thực ra những cái tỷ lệ này rất là ít gặp. vì khi mà thực hiện bác sĩ thực hiện thủ thuật mà có đủ kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ các bước an toàn ấy, thì gần như sẽ không gặp ít khi rất ít khi gặp những biến chứng đấy.